Ngày 13 tháng 5 năm 2019, phái đoàn của Bộ Ngoại giao Mỹ do trợ lý ngoại trưởng Scott Busby dẫn đầu đã đến gặp thành viên của một số tổ chức chống đối và nhóm tôn giáo không được công nhận ở Việt Nam. Trước khi bước vào buổi đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ được tổ chức hôm ngày 15 tháng 5. Trong tuần qua, các cá nhân được mời đến cuộc gặp đã lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền chống nhà nước. Các hoạt động tiếp xúc của phái đoàn Busby có thể chia làm hai phần trước tiên là cuộc gặp tại nhà riêng của ông nguyễn đăng quế trong đó những người được mời bao gồm phạm chí dũng lê công định và phạm bá hải thứ hai là cuộc gặp tại chùa giác hoa bình thạnh thành phố hồ chí minh trong đó những người được mời bao gồm một số thành viên của hội đồng liên tôn liên đoàn lao động việt tự do và hội nhà báo độc lập một số khách mời bao gồm lê công định phạm bá hải và hứa phi nói rằng họ đã bị ngăn không cho đến cuộc tiếp xúc này. Trong cuộc gặp tại chùa Giác Hoa, Thích Không Tánh thay mặt hội đồng liên tôn gửi bản tường trình chung và kiến nghị tới phái đoàn. Số còn lại, đại ý nói tới phái đoàn rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, thể hiện qua việc các linh mục lên tiếng về quyền con người, không được nhà nước cấp passport. Vụ đang áp chánh trị h... Vụ đăng áp chánh trị sự hứa phi, vụ một số khách mời bị ngăn không cho đến cuộc tiếp xúc và vân vân. Tương tự, Ngọc Linh, thành viên lao động Việt nói, Việt Nam chưa có các công đoàn độc lập. Nguyễn Thiện Nhân, thành viên hội nhà báo độc lập nói rằng, Việt Nam chưa có tự do báo chí. Họ đề nghị phía Mỹ quan tâm về nhân quyền khi ban giao với chính phủ Việt Nam. Cùng lúc đó, Lê Công Định và Hứa Phi cũng dùng Facebook và các cuộc phỏng vấn để tuyên truyền về việc họ bị chặn không cho đến cuộc gặp. Họ nói rằng Việc này cho thấy Việt Nam chưa đối thoại đã vi phạm nhân quyền. Phái đoàn Mỹ chỉ cần nhìn vào đó để kết luận. Ngoài các cá nhân trực tiếp liên quan, các báo chống đối cũng hỗ trợ cho hướng tuyên truyền này thông qua các hoạt động đưa tin, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ bằng cách ra thông cáo báo chí. Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi thấy Hội đồng Liên Tôn đang bóp méo bản chất của vấn đề. Việc một số cá nhân Việc một số linh mục bị cấm xuất cảnh là có thật. Tuy nhiên, họ bị cấm xuất cảnh không phải vì sinh hoạt tôn giáo thuần túy, mà vì đã lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống nhà nước, kết động quân chúng biểu tình, bạo động. Các hoạt động của họ đã gây ra nhiều thiệt hại đo đếm được cho xã hội, bao gồm các cuộc bạo động cách mạng cá năm 2016, khi mà người biểu tình, toàn bộ là giáo dân dưới quyền các linh mục cực đoan, đã chặn đường quốc lộ 1 dùng gạch đá và gậy gỗ tấn công cảnh sát, đánh chiếm và đập phá trụ sở chính quyền địa phương. Các bạn có thể nhìn phát biểu của những linh mục dưới đây, xem họ chỉ sinh hoạt tôn giáo đơn thuần hay đang lợi dụng tôn giáo để làm chính trị. Theo Điều 21 văn bản hợp nhất, Nghị định số 07 VPHN BCA ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về xuất cảnh theo Điều 21 văn bản hợp nhất Nghị định số 07/VBHN/BCA ngày ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân Việt Nam ở trong nước có thể chưa được xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia. Vì vậy, việc ngăn họ xuất cảnh phù hợp với quy định của pháp luật.